Nha Trang du khách viếng chùa Long Sơn, và phía trước bên phải có quán cơm chay rất là nổi tiếng và có những đoàn đặt ăn cơm chay. Đây là nhà hàng bên cạnh bên phải của chùa Long Sơn trong nhìn ra. Mời quý vị theo tôi vào quán cơm chay nổi tiếng chùa Long Sơn. Đây là các cái bàn khách đoàn đặt để chuẩn bị chút nữa khách sẽ vào tại chỗ cơm. Đây là bên trong khách đang ngồi ăn. Cơm chay rất nổi tiếng chùa Long Sơn nha em.